bài điều trị viêm cầu thận cấp. Rồi bây giờ trong bài này thì thầy chỉ nói với Y6 là cái điều trị thôi, còn các cái phần này thì em tự em đọc lại ha. Mình đã học Y4 rồi, bây giờ mình qua bài bỏ phần chẩn đoán luôn, mình vô hẳn cái phần điều trị luôn. Bài này thì nó cũng có một cái dễ, nhưng mà cái dễ về lý thuyết nhưng mà khó là khó thực hành. Khó thực hành ở chỗ thế này này, cái việc điều trị này á, nó sẽ tùy thuộc vào cái dạy của bệnh à, là cái khó trong thực hành. Cho nên dưới cái góc dưới ở bên thận ấy, mỗi lần mà nghe hội chứng bệnh hư thì chuyện nó đơn giản, nhưng mà khi mà nghe viêm cầu thận là mệt rồi đó. Gần như mình phải đòi hỏi mình phải có một cái nguyên nhân gây ra viêm cầu thận, hay nói khác là có dạy của bệnh. Bây giờ về nguyên tắc thì thôi thì trong một cái phạm vi đa khoa thì mình sẽ học cái này. Về nguyên tắc là mình điều trị như thế nào, một là mình dựa vào cái nguyên nhân gây ra vi cầu thận cấp. Thứ hai là bệnh này viêm cấp này là mạn cấp hay là mạn, viêm cầu thận cấp hay là mạn, đó là đối với viêm vi cầu. Còn bây giờ mình đang học cái bài là viêm vi cầu thận cấp. Thứ ba là cái dạng của mình như hồi nãy thầy có nói. Bây giờ mình điều trị, mình nhất là về điều trị triệu chứng. Cho dù là điều trị cái gì đi nữa, do nó cấp hay mạn hay là do thể dạy phổ bình nào nữa, thì mình có bốn cái nguyên tắc như sau. Thứ nhất rồi điều trị về nội khoa là mình giảm cái đàm điệu, vì những cái triệu chứng viêm cầu thận cấp này bao giờ nó cũng kèm theo cái là có đàm điệu, cho nên mà đàm điệu là một yếu tố thúc đẩy dẫn tới nó suy thận. Trong viêm cầu thận người ta sợ nhất là suy thận, nên là bây giờ mình giảm đàm điệu bằng cách gì? Một là mình giảm, trong giai đoạn này mình phải giảm chế độ ăn của mình, phải giảm đạm. Hai là mình dùng ức chế men chuyển hoặc ức chế thụ thể men chuyển để giảm cái đàm điệu. Trong bệnh viêm cầu thận cấp ấy, thường nó kèm theo cái huyết áp cao, do vậy thì em phải điều trị cái tăng huyết áp. Tiếp theo nữa, bệnh nhân thường là cũng có phụ, nhưng không nhiều như hội chứng tận hư, nhưng có phụ thì mình phải điều trị là bằng điều trị giảm phụ. Đây là những cái điều trị nội khoa, hay nói cách khác một cái đơn một nói một cách theo thực hành lâm sàng như này, cái đơn thuốc điều trị của bệnh nhân là một là mình cho lợi tiểu, hai mình cho là các thuốc tăng huyết điều trị tăng huyết áp, thứ ba là mình chỉ áp dụng cái chế độ ăn giảm đạm. Thế nhưng nếu trường hợp này ba cái điều trị nội khoa này nó không đáp ứng thì sao, thì mình phải chuyển qua cái lọc máu. Lọc máu thì có cái phần chỉ định thì nó cũng giống giống như những cái chỉ định mình lọc máu cấp cứu gì đó. Rồi bây giờ mình nói về cái điều trị thứ hai là điều trị đặc hiệu, thì do cũng đa khoa thôi cho nên thầy chỉ nói cái hướng điều trị thôi. Như vậy thì mình đến cái phần điều trị viêm cầu thận cấp, mình nhớ hai cái này. Một là điều trị triệu chứng là bắt buộc là bác sĩ đa khoa nào cũng phải làm được hết. Bắt đầu mình vô cái điều trị ức chế miễn dịch thì cái này nó khó hơn và cần phải có cái chuyên khoa. Thì là điều trị ức chế miễn dịch thì người ta nhận thấy thế này, đây là một cái điều trị chính trong trường hợp viêm cầu thận cấp tính mà thứ phát á. Ví dụ như thầy cho em một ví dụ như là viêm cầu thận cấp mà do bệnh lý tự miễn lupus, thì là mình phải điều trị ức chế miễn dịch này đó. Không có ức chế miễn dịch vô thì không bao giờ nó đáp ứng được cả. Thế bây giờ mình trong cái thuốc ức chế miễn dịch thì mình vừa có cái loại thứ nhất ức chế miễn dịch dùng bằng dựa vào steroid, tức là corticoid đó. Hai loại nhóm thứ ba là ức chế miễn dịch không phải steroid. Không phải steroid giống như thế nào, ức chế loại là cancineurin, sandimon rồi vậy đó, tacrolimus, những cái thuốc mà ức chế miễn dịch nhưng không phải dùng gốc steroid. Nó chia ra hai nhóm steroid và ức chế miễn dịch không steroid. Tiếp theo rồi là cái thuốc độc tế bào như là cyclophosphamide đấy, cyclophosphamide biệt dược nó là Endoxan. Đó thì đó là những cái thuốc để điều trị mình điều trị bằng các cái đặc hiệu ha. Tiếp nữa là trong cái điều trị của thuốc độc của bệnh viêm cầu thận này, nó cũng có một kỹ thuật lọc máu tôi gọi là thay huyết thanh. Thay huyết thanh mục tiêu của nó là gì? Loại bỏ bớt hết tất bớt những cái bớt thôi chứ không phải là hết, bớt hết tất cả những cái phức hợp miễn dịch mà lắng đọng tại cầu thận. Tại vì em biết sao, cái bệnh lý mà viêm cầu thận cấp này thực sự câu chuyện của nó là một cái kháng nguyên kết hợp với kháng thể, giống như sự lắng đọng kháng nguyên kháng thể phần lớn đều hồi tụ lại và tích tụ ở màng đáy cầu thận, nó làm cho bệnh nhân suy thận. Thì cái điều trị của nó là bao gồm gì? Thứ nhất mình block cái, đừng có để tạo thành cái phức hợp kháng nguyên kháng thể nữa. Thứ hai, những cái phương án thứ hai, những cái loại mà đã có tạo thành phức hợp kháng nguyên kháng thể rồi, immune complex rồi,
thì nó nằm vậy để tránh cái tổn thương thận thì mình phải loại bỏ nó đi bằng cách nó nằm trong huyết thanh thay ước này. Cái phức hợp miễn dịch nào mà đã nằm ở trong lắng đọng ở màng đáy cầu thận rồi thì không thể lấy ra được. Nhưng mà những phức hợp đang còn trong hệ thống tuần hoàn hay nói cách khác nó đang ở trong huyết thanh thì mình có thể remove nó đi lấy đi bằng cách là thay huyết thanh. Như vậy thì cái điều trị của, nhắc lại, cái nhóm thứ nhất là chúng ta điều trị triệu chứng, nhóm thứ hai điều trị bằng thuốc chứ miễn dịch, bằng điều trị mình gọi là đặc hiệu thì mình sẽ gồm đó, thứ nhất dựa vào thuốc hoặc là thay huyết thanh. Thuốc thì nó có ba nhóm, nhóm thứ nhất là steroid, nhóm thứ hai không steroid và thứ ba là nhóm độc tế bào, đó là cái điều trị đặc hiệu. À, thì chỉ cho em các cái hướng để đi đi, đi thôi, chứ còn được không yêu cầu các em đi sâu vào cái này. Bây giờ viêm cầu thận cấp, người ta hỏi mình một câu trắc nghiệm, hoặc là mình một một bệnh nhân ta hỏi mình bây giờ có điều trị bằng kháng sinh hay không, thì câu trả lời là tùy. Nếu một cái viêm cầu thận mà sau nhiễm khuẩn, có thể là liên cầu hoặc là một nhiễm khuẩn nào đó, thì chúng ta có thể điều trị bằng kháng sinh. Rồi mình cái thể tiếp của mình là sẽ có ba cái thể lâm sàng của viêm cầu thận cấp. Một là một cái viêm cầu thận cấp tiến triển nhanh. Ba bệnh cảnh lâm sàng của viêm cầu thận cấp mà hay gặp nhất đó là viêm cầu thận cấp tiến triển nhanh, bệnh thứ hai là bệnh thận IgA, và thứ ba là một bệnh ở Việt Nam mình cực kỳ phổ biến đó là viêm cầu thận cấp mà do nhiễm viêm gan siêu vi. Thì thầy sẽ giới thiệu cho em lần lượt và ba cái mặt bệnh này với ba cái slide thôi. Bây giờ mình quay trở lại một cái viêm cầu thận cấp tiến triển nhanh là thế nào. À, mình nhớ là học năm Y4 rồi đó, viêm cầu thận cấp tiến triển nhanh là cấp cứu nội khoa, nó diễn tiến rất nhanh như cái tên gọi nó vậy đó, tiến triển rất nhanh để đi vô cái suy thận cấp liền và bệnh nhân phải lọc máu liền, cho nên mình là cấp cứu nội khoa và điều trị nhanh, điều trị ngay lập tức cấp cứu. Thì mình điều trị bằng gì? Nhất là mình corticoid là nền tảng. Thì corticoid trường này là mình phải dùng, mình meron về thuốc uống rồi gì đâu, mà mình phải cho một cái liều, ta gọi là liều sung pulse steroid. Mình cho cái pulse steroid mình truyền tĩnh mạch 3 ngày, sau đó mình chuyển qua dạng uống, ta gọi là pha này, ta pha gọi là pha tấn công. Đó là điều trị viêm cầu thận cấp tiến triển nhanh. Sau đó mình bao giờ tấn công xong thì mình có một cái điều trị duy trì. Đây là viêm cầu thận cấp. Cái này nếu mà trong vòng từ 3 tới 7 ngày mà không đáp ứng được, gần như bệnh nhân vô sơ cầu thận, bệnh nhân suy thận bệnh viện luôn, mất chức năng thận bệnh viện luôn. Đây là cái nhóm thứ nhất của viêm cầu thận cấp tiến triển nhanh. Thứ hai, cái mặt bệnh này, cái bệnh này thì bệnh viêm cầu thận cấp tiến triển nhanh thì bắt buộc em phải chuyển qua chuyên khoa này kia, bắt buộc khó. Vì liên quan đến cái không những cái sống còn của bệnh nhân mà còn cái sống còn của cái quả thận nữa. Nên là đối với bác sĩ mà nội tổng quát, người ta không có yêu cầu mình làm điều trị những cái này, mình chẩn đoán ra được là hay rồi. Nhưng mà cái mặt bệnh này thì mình gặp quá nhiều cái chuyên khoa, và bên nội khoa nào có thể gặp được đó là bệnh thận IgA. Ê, bệnh thận IgA nó Y4 mình có nhớ cái bệnh thận IgA điển hình của điều trị bệnh thận IgA là gì, thường hay gặp ở nam giới này, có đai máu, tổng phân tích nước tiểu mình sẽ thấy có hồng cầu niệu. À, bệnh thận IgA nó không phải là tối cấp như là viêm cầu thận cấp tiến triển nhanh đâu, nhưng mà nó diễn biến từng đợt từng đợt từng đợt ngoài. Và bây giờ điều bệnh thận IgA mình điều trị như thế nào, mình cho có thể là cho omega 3, nhưng mà em nhớ là một cái điều kiện quan trọng nhất để chẩn đoán xác định IgA là mình phải xin kết thận lắng đọng immunoglobulin A ở màng đáy cầu thận mình mới chẩn đoán được bệnh thận IgA. Còn những cái dấu hiệu lâm sàng nào để mình nói rằng là gợi ý cho mình bệnh thận IgA thì mình dựa vào các dấu hiệu này, nhắc lại bài y bố, tức là một bệnh nhân thường là độ tuổi trẻ, thứ hai là bệnh nhân là nam thường khởi phát xong cái đau họng, sau đó bệnh nhân có tiểu máu, và tiểu máu là một dấu hiệu quan trọng, tiểu máu, tổng phân tích nước tiểu thì có đái máu. Rồi về cái điều trị của nó là gồm chi, omega 3 là dầu cá, thứ hai là cắt amidan. Cắt amidan là cái gốc của gây ra cái thực trạng nhiễm trùng, nên người ta cắt cái amidan gần như thường quy cho những trường hợp bệnh thận IgA. Là quan điểm của bên bên Nhật đó, là cái đất nước mà nhiều bệnh thận IgA, nhưng mà các nước khác thì cái bằng chứng này nó chưa rõ. Tiếp theo nữa, trong giai đoạn viêm cấp thì ta có thể sử dụng steroid hoặc là những cái ức chế miễn dịch không phải steroid. Cái mặt bệnh cuối cùng trong viêm cầu thận cấp đó là viêm cầu thận cấp mà do viêm gan siêu vi B, B đầu tiên mà nó cái B trước, còn C nó phức tạp hơn. Thì ta nhận thấy cái này, này. Cái điều trị của nó có thể sử dụng với cái nhóm này. Bây giờ chắc có lẽ phải giải thích một chút về tại sao con viêm gan B nó gây ra viêm cầu thận.
Mình thường mình hiểu là con viêm gan siêu vi B như cái tên của nó vậy, là chỉ dành cho nó, chỉ gây ra là cái viêm gan cấp, sau đó nó mạn sơ gan vậy. Nhưng không, viêm gan siêu vi B này trong quá trình khi mà nó giai đoạn phá cấp của nó, thì cơ khi mà mình nhiễm virus siêu gan B thì cơ thể mình sẽ có tạo kháng thể để chống lại con viêm gan B. Thì cái phức hợp kháng nguyên và kháng thể lại cùng là cái câu chuyện của miễn dịch nữa. Phức hợp kháng nguyên kháng thể sẽ lắng đọng ở màng đáy cầu thận, nó làm cho viêm cầu thận gây ra thể là viêm cầu thận tăng sinh màng hay là tăng sinh giang mạch. Thì với cái này thì sẽ làm gây ra viêm cầu thận và dẫn dần tới nó suy thận. Thế mặt bệnh này em biết thế nào, ở Việt Nam mình thấy nhiều nhiều vì sao? Vì tần suất viêm gan B của mình trước thời kỳ mà mình tiêm chủng mà phòng viêm gan B rất là nhiều. Ở đây khoảng 10, 15 năm, 20 năm thì mặt bệnh này nhiều, bây giờ nó giảm đi. Vì nhờ mình có cái tiêm chủng viêm gan siêu vi B, cho nên cái mặt bệnh nó ít đi. Cái điều trị của nó viêm gan siêu vi B, viêm cầu thận mà sau nhiễm viêm gan siêu vi B, hoặc là viêm cầu thận mà có cái phần viêm gan siêu vi B, thì cái điều trị của nó là người ta dùng, một là có thể sử dụng thuốc kháng virus, đo tải lượng virus hay đo được điều trị luôn, thì nó vừa diệt được virus viêm gan B để điều trị cái tình trạng là viêm gan phòng với sơ gan sau này, vừa giải quyết luôn cái điều trị giảm bớt cái triệu chứng của viêm cầu thận do virus viêm gan B. Như vậy thì viêm cầu thận, viêm vi cầu thận do virus B ta phải dùng thuốc điều trị viêm gan B nếu còn chỉ định. Nhưng mà thế này, nếu viêm gan cầu thận, viêm gan siêu vi B mà virus nó ít, nó chưa có pha mạng tính rồi thì mình đi cần điều trị nhé. Cho nên cái điều trị này nó có chỉ định của nó. Cái thứ hai, tức là mình phải đánh giá là cấp hay mạng đó, như cái phần đầu thầy có nói. Thứ hai thì mình có thể điều trị bằng thuốc chứ mình gì đấy không? Câu hỏi mình trả lời này là không. Tại vì nếu thực sự ra là viêm gan siêu vi B thì không có điều giai đoạn này cũng cần điều trị chứ mình dịch nữa. Tức là không dùng corticoid. Tại vì dùng corticoid vô người ta sợ là bệnh viêm gan siêu vi B là bùng phát về lại đi. Nên đúng bản chất của nó ra viêm cầu thận do virus viêm B, ta chỉ điều trị thì thuốc để diệt virus B thôi. Nó có hai cái thể tổn thương khi sinh thiết thận là tổn thương màng và tổn thương xương tăng sinh màng. Đối với tổn thương tăng màng thì tiên lượng nó nhẹ nhàng hơn, nó chậm những cái ý chuyển tới suy thận. Tổn thương tăng sinh màng là tiên triển nó sâu hơn. Thì đó là cái phần mà viêm cầu thận, điều trị viêm cầu thận do viêm gan siêu vi B. Cái mặt bệnh này trên lâm sàng em nói bây giờ để cho em cái cách để em chẩn đoán là bệnh thế này này. Một bệnh nhân viêm cầu thận, tức là mình thấy là bệnh nhân có tiểu máu này, có huyết áp cao này, có suy thận rồi. Mình xét nghiệm tầm soát cái nguyên nhân viêm cầu thận là bao giờ cái bi lăng của nó mình check cái viêm gan siêu vi B và C hết. Nếu cái hình ảnh này mà cầm thêm viêm gan siêu vi B nữa, HBsAg dương, đo tải lượng virus cao nữa, thì mình bắt buộc mình phải phải có một cái chẩn đoán. Như vậy viêm cầu thận này nó có phải là một bệnh độc lập hay là nó kết hợp do viêm gan siêu vi B hay không, bắt buộc mình phải trả lời câu hỏi đó. Bắt buộc có thể khi nó là hai bệnh đấy. Cái giải phẫu bệnh nó sẽ cho phép mình giúp cho mình chẩn đoán đó. Thứ nhất, giải phẫu bệnh trong viêm trường hợp này mình sinh thiết thận ra mình sẽ thấy thế này này, nếu thực sự ra là viêm cầu thận này mà do viêm gan siêu vi B thì nó sẽ có hai cái thể tổn thương mà hay gặp, một là tổn thương màng, hai là tăng sinh màng. Đó là một cái. Thứ hai, bằng hóa mô miễn dịch mình có thể phát hiện được sự lắng đọng của phức hợp miễn dịch kháng nguyên virus B ở màng đáy cầu thận, khi đó mình chắc chắn à ca này là do viêm gan siêu vi B đó chứ không phải do một bệnh lý khác nguyên phát kèm theo. Rồi thì cái phần này á, bài này hôm nay thầy diễn vắn tắt lại cho em mấy điểm sau. Cái điều trị của viêm cầu thận cấp á, nó có hai phần, một là điều trị triệu chứng, hai là điều trị bằng ức chế miễn dịch. Ức chế miễn dịch đó là về nguyên tắc chung ấy. Ức chế miễn dịch thì nó có mấy thể mấy loại, một là steroid, hai ức chế miễn dịch không phải steroid, thứ ba là có thể sử dụng thuốc độc tế bào, và một cái điều trị nữa vì đây nó liên quan đến sự lắng đọng phức hợp miễn dịch cho nên có thể xét cái phương pháp là lọc máu, là thay huyết thanh, loại các cái phức hợp miễn dịch dị dịch mà lắng đọng ở cầu thận. Cái điều trị kháng sinh có cần hay không? Cần, nếu đây là một cái viêm cầu thận mà sau do nhiễm trùng, sau nhiễm trùng vợ trong phá cấp. Ba cái dạng viêm cầu thận cấp mà mình hay gặp nhất trong lâm sàng là dạng nhóm thứ nhất là viêm cầu thận cấp tiến triển nhanh.
Đây là cái nhóm này là nhóm mà cấp cứu nội khoa. Nhóm thứ hai là bệnh thần ICA hay gặp ở nam giới nhiều, và nó cũng có là thường là tiến triển nó không có tốt cấp, từ từ dẫn tới nó suy thận, và đây là một cái nguyên nhân suy thận ở nam, ở trong người trung niên của nam đó. Cái điều trị nó không có đặc hiệu lắm. Và dạng thứ ba là một mặt bệnh hay gặp ở Việt Nam mình, đó là viêm cầu thận cấp do viêm gan siêu vi B. Thì trong trường hợp này nếu quan sát được việc viêm gan siêu cầu thận cấp do viêm gan siêu vi thì nhanh chóng để điều trị virus viêm gan B. Vậy thì cái điều trị này nó bình thường, viêm cầu thận nó sẽ tùy thuộc vào cái nguyên nhân. Mình nói một câu thôi, viêm cầu thận, viêm vi cầu thận gì đó, nhưng mà vấn đề là nó do cái gì đây nè. Em thấy chưa? Trong như vậy thì viêm cầu thận có thể sử dụng kháng sinh được, có thể sử dụng thuốc kháng virus được, có thể không sử dụng hai cái đó mà chỉ thuốc ức chế miễn dịch thôi. Như vậy thì cái việc điều trị của thuốc trong ức chế miễn dịch nó sẽ tùy thuộc vào cái điều trị, nó là phải tùy thuộc vào cái nguyên nhân và cái giải phẫu bệnh của viêm cơ cầu thận cấp. Cái từ mà chúng ta hay nói trên lâm sàng viêm cầu thận cấp là cái từ nó quá chung chung, cần phải chẩn đoán nguyên nhân của viêm cầu thận cấp. Thôi cái bài này là coi như thầy kết thúc cái bài này ở đây. Có em nào có câu hỏi nào ngay không? Nãy giờ em nghe có rõ không? À, lớp trước đó rồi, có nghe rõ không? Giờ lớp nghe rõ thôi. Nghe rõ ha? À, nghe rõ có nắm được không? Rồi bây giờ có hỏi gì không? Đi học, đối với học mà online này thì không tương tác gì được với các em cả. Cho nên thầy cũng rất là boring cái chuyện này. Không biết mình bình thường là mình nhìn trong lớp học hay mình nhìn gương mặt, quay cái mắt cái là mình biết học sinh nó có thể học được hay không. Nhưng bây giờ mà với cái này thì khó quá. Bây giờ các em chủ động thôi ha. Rồi. Các em là có ý kiến gì không? Dạ thưa thầy. Alo. Em hỏi đi, em hỏi thoải mái. Dạ, em muốn hỏi là trong viêm cầu thận cấp tiến triển nhanh mà sau khi mình đã điều trị tấn công và duy trì 3 đến 4 ngày mà không được thì nó sẽ, hồi nãy thầy nói là nó rơi vào trạng thái sơ rồi đi học, thì lúc đó tiếp theo mình làm gì vậy? Nếu mà cái điều trị 3 4 ngày sau mà thất bại, hay gọi là thất bại đó, thì gần như chỉ có lọc máu thì cứu sống được bệnh nhân. Khi đó mình chuyển qua tình trạng thế này này, cứu bệnh nhân trước, cứu cái thận sau. Ban đầu là trách nhiệm của mình phát hiện được viêm cầu thận cấp tiến triển nhanh là mình đầu bằng mọi cách mình phải cứu cái thận được khỏi cái sơ cầu thận, nó lệ thuộc vào máy thận bệnh viện. Khi mà 3-4 ngày sau, tuần sau mà mình thấy cái chức năng thận không hồi phục nữa rồi, thất bại rồi đó, thì khi đó mình phải cứu bệnh nhân trước, chấp nhận hy sinh cái thận thôi. Cái trường hợp này thường hay gặp trong cái trường hợp viêm cầu thận cấp tiến triển nhanh ở người trẻ đó. Cái này căng, điều trị trên lâm sàng gặp mấy ca này rất là lo. Vì sao? Mình cả mang cả hai cái trọng trách luôn. Mình bắt gặp bệnh nhân trong một cái giai đoạn cấp, mình cần hai cái nhiệm vụ, mình là vừa cứu bệnh nhân và vừa cứu cái thận. Nhưng mình cứu cái thận xong, cứu bệnh nhân xong mà cái thận nó suy rồi còn buồn vô cùng. Cái chuyên ngành nó buồn lắm, về cái nghề nghiệp nó buồn. Nhưng mà những cái trường hợp này mà cứu được á, qua được cái viêm cầu thận cấp, hồi phục được chức năng thận mà vừa cứu được bệnh nhân luôn là rất là tuyệt vời. Thầy cho em một cái ví dụ lâm sàng mình hay gặp nhất là bệnh lý lupus. Đấy, năm nào trong cùng khoa gặp được cũng một vài năm 7 bệnh nhân như thế này. Bệnh nhân vô hay là nó thể hiện bằng là một cái lupus mà ra làm ra chẩn đoán là viêm cầu thận cấp rồi phát hiện đây là nó thứ phát do coi lupus. Thế là đặt cái trách nhiệm cho mình, trọng trách của mình là gì, nhiệm vụ của mình là gì? Phải làm sao để cho cứu được cái thằng này, đừng có để nó thằng nó suy. Thứ hai là trong lupus mà phát cấp này có thể bệnh nhân mất mạng như chơi, tử vong đấy, nên phải cứu được cái bệnh nhân. Thì mục tiêu như vậy, nhưng mà mình đặt ra trong hai giai đoạn đầu tiên, bắt đầu lên là làm điều trị tấn công liền, thường 5-7 ngày. Thường người ta trên lý thuyết ấy, người ta nói rằng là phải 3 tháng mới kết luận được nó suy thận bệnh viện, thường là 3 tháng là cũng là quá lâu, thường là mình có thể biết được trong vòng tuần đầu có đáp ứng hay không. Như vậy thì quay lại cái câu hỏi của em, sau thời gian mình điều trị tấn công bằng steroid này kia rồi đó, là full pulse thì liều sung rồi, đầy đủ hết miễn dịch rồi mà không đáp ứng nữa, lọc máu. Dạ, thưa thầy,
Vậy thì em muốn hỏi là sẽ có bao nhiêu phần trăm mà trên tổng số bệnh nhân mà 3 đến 4 ngày sẽ hồi phục? Tại vì em nghĩ rằng là tại sao mình không lọc máu ngay từ đầu? Nếu như mà cái phần trăm mà bệnh nhân hồi phục nó thấp thì em là vậy. Và bao nhiêu phần trăm bệnh nhân hồi phục thì nó còn tùy thuộc vào một cái viêm cầu thận cấp mà tiến triển nhanh ấy. Cái từ này cũng từ chung. Nếu viêm cầu thận cấp mà tiến triển nhanh mà do một bệnh lý từ miệng khác với viêm cầu thận cấp mà tiến triển nhanh do một bệnh lý mà hầu nhiễm trùng, nó tùy thuộc. Nó có hai cái là nghe, chứ không phải là do là miễn dịch không thôi. Thì bây giờ cái thực ra mà cái việc mà lọc máu á, người ta phải có chỉ định của nó, chứ không phải vô cái là mình lọc máu liền đâu. Lọc máu ở đây em ý mình nói là suy thận cấp gì thì nó phải dựa vào chỉ định của lọc máu. Tức là cái này mình phải coi bệnh nhân chức năng thận của bệnh nhân làm sao, lượng nước tiểu bệnh nhân sao để mình quyết định là có lọc máu hay không. Chứ không phải vô cái là mình lọc liền, nhưng mà có chăng là mình sẽ suy nghĩ cái này này. Với cái nhóm bệnh mà từ miệng này thì mình lọc huyết thanh ấy. Cái câu hỏi đặt ra là lọc huyết thanh ấy. Thì cái câu đó là câu khó. Ngay từ đầu mình có vô vừa điều trị nội khoa và vừa lọc huyết thanh hay không, plasmapheresis hay không ấy, câu đó là cái nên chỉ định thời điểm khởi đầu. Cái nào còn bằng cãi có nó tế nhị lắm, nó tế nhị là thế này, nó mình làm sớm quá thì cũng không được mà mình làm trễ quá cũng không được. Vì nhưng mà đa phần bây giờ những cái trường hợp này ấy, người ta là chọn phương án ấy, là lọc huyết thanh ấy, vừa kết hợp với chế miễn dịch vừa lọc huyết thanh sớm luôn ấy. Vì cái tỷ lệ bệnh nhân bị fail mất cái chức năng thận bệnh viện nó cao, và thứ hai là người ta thấy rằng là để chỉ đơn thuần điều trị mà không có thay huyết thanh á, plasmapheresis á, thì cái tiên lượng nó không xấu thì nó không tốt. Do vậy thì người ta sẽ chọn cái phương án á. Cái lọc máu của em á, từ lọc máu của em thì chưa hiểu câu hỏi của em là em muốn nói đến thận nhân tạo trong trường hợp suy thận cấp thì không có vấn đề gì lạ cả, nếu đúng chỉ định thì mình phải lọc thôi. Tuy nhiên chỉ có ý câu hỏi của em, nếu câu hỏi của em mà nó sẽ là khó hơn. Nếu em đặt cái vấn đề thế này này, em nhìn trên slide này, em sẽ thấy rằng là cái này, nếu mà câu hỏi của em như thế này này, này lọc máu ý là đang nói thận nhân tạo này, nếu suy thận nặng thì cái phần này đa phần nó không có bàn cãi gì. Bác sĩ nào làm thận họ cũng biết cái thời điểm họ phải chạy thận nhân tạo cho bệnh nhân hết á. Nhưng mà cái câu hỏi thế này này khó hơn này. Nếu câu hỏi em là làm câu này thì mới khó này, thời điểm quyết định thay huyết thanh, câu này là câu khó, chưa có một cái lá nào cho mình thấy hết á. Cái bệnh này từ miệng này nó thay đổi quá thì nó to. Trong cái mùa dịch Covid này thì cũng có một trường hợp mình nó có một cái cô bệnh lupus là cô quá trị vì cô sợ luôn, cô sợ Covid. Ở nhà cô bệnh nhân này sốt rồi co giật rồi luôn, xung quanh nó nhiều ca Covid quá cho nên cô này cô nghĩ là Covid rồi không dám đi. Tới khi nặng quá suy hấp kêu bên phường nó đến test thì nó test ra nó phát hiện là âm tính. Đây là nó sắp vô trong bên thống nhất liệt, vô trong thống nhất thì mình test mình cứ nghĩ trong đầu là nó có biết rồi, nhưng mà không phải. Sau khi chuyện vô trong khoa thì thấy đúng là cái trường hợp này bệnh nhân này là nó bệnh lý lupus mà cái để trễ quá nặng như vậy. Trường hợp đó thầy phải làm gì? Thầy trường hợp này vừa rồi thầy đã làm đúng như cái như mình làm là mình cho chế miễn dịch liều pulse steroid để pause xong rồi mình dịch duy trì và mình thay huyết thanh ngay luôn. Thì cái kết quả ca này tuyệt vời. Từ đó nó khuyến khích cho mình là cái chuyện thay huyết thanh này có lẽ phải làm sớm. Thì cũng câu chuyện đấy mình liên tưởng qua một câu chuyện là lúc trong cái bão cytokine của bệnh nhân mà Covid cũng vậy. Đầu tiên họ thay là mà làm lọc máu hấp phụ cho bệnh nhân. Lúc đầu họ phải chờ những cái chỉ định này, thì không đáp ứng này kia sau này đoạn sau này gần. Nhưng mà nếu những ca nào mình rút kinh nghiệm là nếu điều trị nội khoa mà có bộ yếu yếu quá mà không ăn thôi thay sớm thì nó thành công. Thì cái câu hỏi của em nó tương tự như vậy, nhưng mà bằng tiếng y khoa này ít nó tranh luận cái chuyện là thời điểm đó early quá cũng được mà late quá cũng không được. Không biết cô trả lời vậy có đúng cái câu hỏi của em không? Dạ đúng đúng những gì em đang thắc mắc rồi thật, nhưng mà cái kết luận thì có vẻ là vẫn còn tranh cãi. Có y khoa bây giờ thầy cũng thể trả lời với em yes hay no được,
đứng trước một cá thể, một bệnh nhân là cứ học sau này rồi sẽ biết. À, lúc đầu mình vẫn y khoa nó có nhiều điều unknown, rất nhiều cái unknown, và họ dùng cái từ là might chống có must gì trơn ha. Y khoa họ đặc biệt là những bệnh lý mà liên quan đến từ miệng này. Rồi, dạ, mày được không em? Em cảm ơn. Ok, nếu hết thì lát nữa cuối bây giờ thầy thử để cho em một xíu để em hỏi thêm, bây giờ để chuyển qua mẹ thứ hai.